Xin giới thiệu với các bạn, đây là model máy tính tiền mới nhất của Silico, model 2700. Máy bao gồm hai màn hình hiển thị, một màn hình chính, một màn hình kéo dài, một bộ phụ kiện và một dây nguồn cộng sách hướng dẫn sử dụng. Đầu tiên để động máy, ta cắm dây nguồn và bật đặt công tắc đằng sau máy. Để kết nối với màn hình kéo dài, ta dùng dây kéo dài cắm đằng sau máy. Sau khi khởi động nút nguồn đằng sau máy, máy ở chế độ tự động đếm. Khi đó ta sẽ thả tiền vào khay đếm. Để sử dụng chức năng cộng dồn trên máy, ta bấm nút Add. Sau đó ta tiếp tục thả tiền. Máy sẽ tự động cộng dồn số tiền cần đếm. Để sử dụng chức năng chia mẻ, ấn định số đếm, ta bấm nút Back. Khi đó, máy sẽ hiển thị 100 tờ. Muốn thay đổi số lượng tờ nhanh, ta ấn nút Back. Muốn thay đổi số lượng tờ từng tờ một, ta ấn nút cộng hoặc trừ. Sau đó ta thả tiền vào trong khay đếm tiền. Máy sẽ dừng ở số lượng 10 tờ 1. Để trở về mặc định số đếm 0 lúc ban đầu, ta nhấc tiền lên và ấn nút Restart. Đối với các loại tiền ngoại tệ có từ tính vào UV, ta có thể sử dụng chức năng UV hoặc MG trên máy để phân biệt. Khi phân biệt tiền không có từ tính, máy sẽ báo lỗi. Để có thể đếm tiền một cách chính xác nhất, các bạn nên xếp quặng tiền và xòe tiền. Sau đó các bạn thả tiền vào khay đếm. Các bạn cũng có thể thực hiện động tác đếm bằng cách đặt tiền đối diện với khay đếm, sau đó lật tiền. Để vệ sinh bụi bẩn bên trong máy sau mỗi quá trình sử dụng, ta thực hiện thao tác tắt máy. Sau đó ta nhấc nắp trên của máy. Dùng chổi đi theo máy để vệ sinh bên trong máy. Sau một thời gian sử dụng lâu dài, các bánh cao su và má đệm có hiện tượng bị mòn dẫn đến hiện tượng đếm thiếu tiền. Ta có thể xử lý bằng cách dùng toner vít vặn ốc phía sau máy một cách nhẹ nhàng cho ốc lỏng. Sau đó ta dùng tay vặn lúm lò xo phía sau máy theo chiều kim đồng hồ để nâng cá để tiền trên máy.